FIFA Online 4, tại vì cả văn phòng chơi bây giờ mình phải chuyển qua chơi cái này, các bạn chứ mình tham muốn gì đâu chơi để biết thôi, chứ còn nghiện là không được rồi. Chứ nghiện là mình ngại lắm. Nghiện là không được. Mình nghiện khác cơ. Lần đầu tiên mình chơi trò này các bạn ơi. Đây là một cái thôi. Cái đầu tiên mình vừa ấy chơi để nhận hết luôn. Mình vừa bắt đầu mới chơi các bạn ơi, vừa tạo nick luôn. Giờ mở cái gì? Sao anh có tiền không ạ? Thì lấy hết tiền đi ạ. Thì sao xong sẵn. Anh mở không mở thẻ đây à? Mở thẻ này. Thẻ nó sẽ là từ cộng 3 cộng 5 này. Anh tối anh đang mở ra ngoài đấy. Thôi sao đã mở rồi? Sếp của sếp. Chạy rồi bạn ơi. Rồi, thằng nào đen đen đây? Nicolas PP. PP cộng 3. Ok. 56 triệu. Bán rồi. Không được. Rồi, tiếp này. Cái này nó sẽ có hot này. Mở 10 cái. 10 cái luôn. Hot. Nào anh. Ramos. 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 Cane, Deco, Di Maria, Gomez. Miranda này. Miranda hả? Những cái loại này uống không ngon. Đây còn 6 lượt nữa. Xem tiếng đi, xem tiếng. Rồi, mở 6 vật phẩm tiếp nào. Mic trẻ à? Rồi, OTV kép là New NG à? Alena là thằng nào ai? Không biết luôn. Toàn mấy thằng lạ đó rồi. Gomez này. Gomez. Mở thẻ này hả? Ờ, nó từ cộng 3, cộng 2, cộng 5. Để xem nào. Ơi, đi bộ rồi. Đi bộ là phò rồi. Cavani cộng 2. Điên. Chạy đi. Đấy, TC rồi. TC cộng 5 rồi. Nhưng mà thằng này trông lão quá à. Là 1. Là nếu bạn mở rồi. Lâu chịu rồi giờ cứ bắp nhìn được 31 đúng không? Thẻ mấy thẻ mua demo thôi. Lại chạy à? Phải đi đi. Ôi giời. Nhưng mà thằng này rẻ. Thằng này 27 triệu phò ấy. Rồi mở tiếp. Mở từng cái một thôi. Mở từng cái một. 4 thẻ cơ. 4 cái. Nhanh nhờ. Xem là gì đây? Ôi, LH luôn này. Bravo. Ôi giời. Tài cuối. Bán cho Đăng. Bảo vệ team Man City. Ngày xưa giữa chị em mua bao nhiêu nhỉ? Cũng tầm đấy. Vỡ ra, chạy chậm quá. Hot rồi. Lewandowski. Mà đốt được. Cũng được. 150 là được rồi. Không lỗ. Mặc cái lè lè. Mặc cái lè đi. Rồi, quay tiếp đi. Mỗi có thể... Một tí cửa lát là thằng nào ấy? Cái mấy thẻ này, mở 10 con đê mấy thẻ. Mở 10 con đê. Ừ. Cái mua này nó chủ yếu là săn cái thẻ LH kìa. Bấm vào giờ là bấm cái gì tiếp? Đây, tổng hợp sự kiện mới. Rồi, bấm vào đâu rồi? Okay, đây, cái vòng quay đây. Rồi bấm cái gì? Quay 50 lần. Quay 50 lần. Cái 50 lần một phát. Đây, anh quay hẳn 200 lần cho em. Rồi. Cho mắc bèo luôn. Từ từ. Quay hết thôi. Mắc cầm nó về một thẻ. Nó nhận một quay, phát. Quay hết luôn đi. Rồi, tiếp. Quay tiếp à? Mua vui rồi. Tít nhờ. Cái này không phải quảng cáo đâu nha các bạn. Cái này là mình tại văn phòng mấy con này cứ gạ mình chơi nên mình nạp vào mình chơi thôi. Được đồng quảng cáo là chất liền. Nếu các bạn gửi cho EA quảng cáo hộ mình thôi. Cái đây em share để cho các anh em biết là đang mình vật vờ đang chơi nhá. Không sao mình là bình luận viên đó. Đã có bạn nào mời làm bạn bè kìa. Nhanh thế. Nick của mình là vật vờ, cái thông tin không có lên này mình phải đăng ký một cái nick là vật vờ fake. Rồi, vào xem nhận thẻ. Từ từ, tại vì nó về còn lâu, anh cứ quay lúc được. Quay hết đi. Nó về cũng lâu mà. Quay hết mở ai cần cái thứ. Mở đây đi nào. Quay hết xem kéo xuống được cái gì rồi nào. Đâu, cho kéo xuống. Rồi, 300 vòng rồi. Sao ai cần rồi. Ai cần rồi. Ơi, sao bị ấn mất rồi này. Từ, nó đang sai hả? Chưa lốt. Mặc bà lề thế nhờ. Rồi, ăn cơm đã. Tí đã cứ để yên livestream ấy tí. Ôi, em ăn cơm đấy nhá. Đói lắm rồi.
Ôi ôi sao tôi lại cứ ôi sao cái thủ môn bên mình kiểu gì nhỉ, sao lại toàn mắt tượng này. đang giữa sân mà môn thứ hai nhất đội. Ok thôi. Sao mà rùa thế nhỉ? Mình nói thật với các bạn nhé, mình phải công nhận đội này rùa thật. Hay là do mình chọn màu u? Chút gì? À, sởi ơi, vật vờ xịn thế này. Cắt lốt. Xin cái tuổi. Cái đấy phải chuyên, đừng có sút. Thôi, con này bị ghi bàn chắc cốp rồi. Ui. Đấy, mình đọc thần chú đấy bạn, đọc kiểu đấy là bọn nó sợ. Ê. Cái gì đây? Rồi, lên đi, Bruyne. Vãi cả Bruyne lên đi, mất bóng luôn ạ. Ôi thôi. Ghi bàn đi cho đồng đội, tao sợ mày. Trời ơi, đẳng cao nhỉ. Một pha mẹ truyền phát sút luôn, không nói nhiều. Không người phải dẫn. Mà thấy đẳng cấp chưa? Các bạn thấy vật vờ là chỉ cần cơ hội như thế thôi là đủ ghi bàn rồi. Ui giời. Tuấn đẳng cấp chưa? Hư cấu cái gì? Hư cấu đấy. Người ta top 1 người ta phải thế. Cái cháu là bỏ đã hư cấu. Mẹ ba bàn thắng đến qua trong vảnh. Support cho chúng tôi về test game thôi. Đằng test tay mình chưa quen phím bấm các bạn ạ. 302 này, 302. Cái nút sút kỹ thuật hình như không có tác dụng trong cái này sao á? Hình như thế. Làm khi nãy tôi bấm thử xem nó ra gì không. Cái thằng đang chuẩn bị sút này. Ơi giờ. Đó, trận này thắng rồi, game là dễ. Bên kia có Son Goku này, vay 500k này. City Tour này. À, Tú 92 yêu Hằng 97 này. Cái kia tên nick ấy. T92 lớp H97 thì chẳng là Tú 92 yêu Hằng 97 à. Đơn giản quá. Đừng có đùa với cậu nhá. Vật vờ fake nó phải khác chứ. Ok, đúng rồi, ok, đường truyền như đặt, hay quá, hay thế chứ đấy, đường truyền mẹ đúng là xuyên thủng hàng phòng ngự. Sút, ui giời đấy, phối hợp phải như thế. Mình phải vươn lên dẫn trước đi, toàn bị nó dẫn trước này. Sao bọn này nó lấy bóng nhanh ấy? Lấy bóng nhanh á. Ủa chúng tôi Favor là sao không nhá? Chứ sao nữa, anh có phải tên Đăng đâu. Chuyền mau đi. Trời ơi, mắc bà lê. Xin cái tuổi. Đội bạn gái đi nào, gái lên rồi. Này thì đùa với tao à, Penta. Xin cái tuổi. Rồi cứ ép sân đi. Hay, đây lại là kiến tạo. Mình trận này 4 bàn thắng 3 kiến tạo. 10 điểm. 5 bàn thắng 3 kiến tạo. Trời đẳng cấp quá. Chỉ số 96 được chưa? Dừng ở đây là được rồi, đừng ghi 10 bàn. 96 được rồi. Ui, không được rồi. Mẹ. Xin cái tuổi. Rồi, trận nữa nào. Xin được bàn cái tuổi. Đúng rồi. Tưởng đội bàn thế nào.